Tiên Võ Đế Tôn tập 359. Ta phải giết ngươi. Xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Làm nhân thối tha, ta nhất định phải móc mắt ngươi ra. Lưu manh thối, ngươi đứng lại cho ta. Phiền chết rồi, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nam Minh Ngọc Thấu, người đâu rồi? Mẹ nói chứ, mới có một lúc mà đã chạy mất hút rồi. Tên khốn chết tiệt, nạp mạng đây. Ây, lại tới nữa rồi. Đủ mé, lão tử cái gì cũng không nhìn thấy. Cô đừng đuổi theo nữa. Tiểu tử thối ngươi, ngươi còn nói không nhìn thấy à? Chỉ nhìn thấy một tí thôi. À, ngươi còn nói. Xem ta các cái ngưỡi của ngươi cho chó ăn. Là cô cứ bắt ta nói mà, thật sự là không nói ní mà. Ngươi im miệng cho ta. À, tên khốn chết tiệt. Trốn vào đám đông xem cô đuổi theo ta như thế nào. He he. Ra, mau giúp cháu bắt tiểu tử kia lại. Hả? Xong rồi, chạy vào ổ cướp rồi. Hả? Chọc người của Xuân Thu Cổ Thành ta, có muốn chạy sao? Hiểu nầm, điều đã hiểu nầm. Tâm Nhi, giúp cuộc xảy ra chuyện gì? Cháu hắn. Hắn cái gì? Hắn, đừng, có gì từ từ nói chuyện. Ta thật sự cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi còn nói, ngươi. Là Tam Thúc, đáng chết, vậy mà bị đạo thương, chỉ có thể tới Hoa Thanh Trì chữa ngoại thương trước. Đạo thương ư? Mình nói ngay mà, vận may của lão tử sẽ không tệ như vậy. Đừng đi, ta có thể chữa đạo thương. Ta có thể chữa đạo thương. Nói vớ vẩn, đạo thương sao có thể chữa được. Này, đừng đi mà. Ta thật sự có thể chữa được đạo thương. Này, nhốt hắn vào điện nào đi. Tên khốn chết tiệt, từ từ nghĩ xem chết như thế nào đi. Đây, thả ta ra, ta có thể chữa đạo thương. Ta có thể chữa đạo thương mà. Mẹ kiếp, các ngươi đã điếc rồi hay sao? Lại bị trói rồi sao? Người cục đen quá cơ, rơi vào đâu cũng không rơi, lại rơi vào ngay chỗ người ta tắm. Người cút sang một bên đi, không đem bằng ngươi đâu, cái con rồng thối tha. Người đen nhất. Người đã đem tới thập vạn đại sơn rồi. Ta nói này, tên xui xẻo, thập vạn đại sơn rốt cuộc là cái gì? Sao ép cả một chuẩn thiên cảnh tới phát điên vậy? Thì có Oán Ninh này, Tà Ninh, hái cốt của cưng giả cổ xưa và binh khí của bọn họ. Còn có Nong Cốt, Quán Tài, xác chết, Tán Cốt. Hơn nữa uy áp rất mạnh, ngay cả liên quan giữa ta và phân thân cũng bị chặt đứt. Điều quỷ dị nhất là chúng ta đi ra từ con đường đi vào, nhưng nối ra lại không phải là nối vào mà chúng ta đi vào lúc đầu. Thập vạn đại sơn cách Thiên Long Cổ Thành chỉ có 20 đến 30 vạn dặm, nhưng sau khi chúng ta đi ra, nó lại cách Thiên Long Cổ Thành ít nhất 80 vạn dặm. Mẹ nó chứ, tà môn quá rồi. Chắc là uy áp của thập vạn đại sơn quá mạnh, tạo thành sai lệch không gian. Có điều trước sau tranh nhau 50 vạn dặm, điều này chắc liên quan đến thiên địa thay đổi của đại sở. Nếu không, không thể sai lệch nhiều như vậy được. Đúng rồi, Long Gia, chuyện huyền linh chi thể và thanh niên thần bí kia đại chiến rốt cuộc là như nào? Cái này thì hay lắm. Người đó là thái âm chân thể
vạn năm mới có một người. Mạnh, quả thực quá mạnh. Thái âm chân thể ư? Không biết ngươi có từng nghe về huyết mạch hòa mỹ, hỗn độn thể chưa? Tương truyền hỗn độn thể chia thành hai loại huyết mạch. Một loại trong đó chính là thái dương chân thể, mà loại còn lại chính là thái âm chân thể. Thái dương chân thể bẩm sinh sở hữu lực lượng thái dương. Thái âm chân thể bẩm sinh sở hữu lực lượng thái âm. Đây chính là hai cực. Ai, ta thật sự là không ngờ đại sở còn lại xuất hiện một huyền linh chi thể thì cũng thôi đi, vậy mà cũng xuất hiện thái âm chi thể. Nong ra, ngươi từng thấy huyết mạch hoàn mỹ, hỗn độn thể rồi chưa? Ngươi cho rằng hỗn độn thể là rau cải à? Loại huyết mạch hoàn mỹ đó, mấy triệu năm cũng không thấy xuất hiện một người. Có lẽ thật sự là do thiên địa của đại sở đang thay đổi mới dẫn đến sự xuất hiện của huyết mạch nghịch thiên như thái âm chân thể. Về sau đoán chắc sẽ có rất nhiều huyết mạch nghịch thiên thức tỉnh. Mẹ nói chứ, áp lực lớn quá, lão tử huyết mạch gì cũng không có, ở trước mặt bọn họ giống như là giận chơi vậy. Đồ đen đuổi ngươi cũng không cần áp lực gì cả. Không có loại huyết mạch nào là vô địch trong cùng cảnh giới thật sự cả. Cho dù là hỗn độn thể cũng không ngoại lệ. Tuy đại sở rộng lớn, nhưng so với đại lục huyền hoàng giống như hạt cát trong biển lớn. Đợi khi ngươi thật sự tới đại lục huyền hoàng, ngươi sẽ phát hiện có quá nhiều huyết mạch nghịch thiên chung sống. Đó mới là một thiên niệm quẩn tình lấp lánh thật sự. Chật 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 chật. Cũng phải, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ta vẫn đang nghĩ xem làm sao ra khỏi địa nào này trước đã. Nghĩ xong sẽ chết như nào chưa? Ây da, ta thật sự có thể cứu thúc thúc của cô mà. Cô giết ta, thúc thúc của cô cũng xong đời. Đồ khốn, lời ngươi nói có thể tin được sao? Nhà cô có mười mấy không minh cảnh, với lại ta đã thành như vậy rồi, còn chạy được đâu? Cô thử cũng không tổn thất gì cả, đúng thật là. Ngươi thật sự có thể cứu được tam thúc của ta? Nhất định là người của Dương gia. Tình báo gửi về nói người của Dương gia và Thị Huyết Điện bí mật qua lại. Xem ra bọn họ thật sự chuẩn bị muốn ra tay với Tô gia chúng ta. Người phải tới Tây Năng truyền tin tức về chưa? Chưa. Nội bộ Viêm Hoàng của bọn họ đã rất rối loạn rồi, thế mà còn có tâm tư quan tâm chuyện của chúng ta. Còn chuyện kết minh đoán chắc cũng chấm hết rồi. Chậm thôi, mông đau. Ý miệng Tâm Nhi, nơi này là cấm địa của Tô gia, con sao lại mang hắn tới? Đó là đạo thương, đâu phải là vết thương ở trên cánh tay. Mau chóng mang hắn đi, đừng làm loạn nữa. Ây da, đạo thương không phải là một vết thương ở trên linh hồn hay sao? Bị ông nói vớ vẩn như vậy, thật là ếch ngồi đáy giếng, ngu còn phát biểu. Người im miệng, buồn chết đi được, để ta nói. À, cha, không bằng thử xem, tam túc vốn không có cách hay để chữa trị rồi. Ngộ nhớ hắn thật sự có thể. Tâm Nhi, con bị từ này nữa. Nhẫn ngọc huyền thương. Thật sự là nhẫn ngọc huyền thương. Thật sự là Viêm Hoàng Thánh Chủ tới rồi. Không biết là Viêm Hoàng Thánh Chủ giá lâm. Chuyện đó là tiểu nữ vô tri, có chỗ nào mạo phạm Thánh Chủ, mong Thánh Chủ lượng thứ. Viêm Hoàng Thánh Chủ ư? Ngươi thật sự là Viêm Hoàng Thánh Chủ sao? Cái này còn cần phải nói hả? Quên mất chuyện này, Trung Viêm tiền bối đã truyền cho mình chiếc nhẫn ngọc huyền thương này. Mình bây giờ quả thật là Viêm Hoàng Thánh Chủ đời thứ 99. Ngươi thật sự có thể chữa được đạo thương sao? Ây, đau, cô nhẹ tay một chút. Uy lực dây chói tiên của nhà cô đâu phải không biết chứ. Đồ cô chết tiệt, phải thi triển pháp rồi, các người ra ngoài đợi đi. Xin lỗi. Hết tập 359 của bộ Tiềm Võ Đế Tôn. Mọi người mà thấy hay thì đừng quên cho mình một subscribe, một like và một comment bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp các bạn vào tập truyện sau.